Cả nhà ơi, hôm nay là ngày lễ giỗ của ông bà Đỗ Công Tường lần thứ 204. Với hơn 5.000 chiếc bánh ít và 10 tả bánh tét, người dân quê mình luôn biết ơn và kính trọng ông bà Đỗ Công Tường. Sự sung túc và phồn thịnh của chợ Cao Lãnh hiện nay cũng là một phần do ông bà hồi xưa mang lại. Vậy nên là mọi người rất yêu quý và kính trọng ông bà. Chào mọi người, bây giờ thì mình xét mọi người đi đến đền thờ ông bà Đỗ Công Tường nha. Vào dịp mùng 8, 9, 10 âm lịch tháng 6 hàng năm chính là ngày lễ giỗ ông bà được diễn ra. Bà con sinh sống gần chợ cũng như là các tiểu thương đang hoạt động trên con chợ sẽ tổ chức cho mình những cái bữa ăn chay gieo duyên nhân cái ngày giỗ của ông bà. Có rất nhiều món ăn từ hủ tiếu bánh canh cho tới bì bún bánh mì sẽ được mọi người làm và chuẩn bị sáng sớm ha, là gửi tới cho mọi người rồi. Sẽ có rất nhiều nhà làm luôn và họ có người góp công, có người góp sức nè. Chung quy thì ai có cái gì là sẽ góp cái đó. Bà con thập phương cũng đổ về rất là nhiều để viếng cái ngày giỗ của ông bà. Đặc sắc là đợt này có tới 5.000 chiếc bánh ít và hơn 1.000 đòn bánh tét do bà con của mình gom lại. Công việc sẽ được chia nhỏ ra và mỗi người sẽ làm một công đoạn. Có thể nói đây là đám giỗ quy mô cấp thành phố đó mọi người. Đây chính là tấm lòng mà bà con của mình muốn dâng lên cho ông bà. Mình nghe kể lại, ông bà là từ ngoài Huế vào định cư và lập nghiệp, tấm lòng thì lại lương thiện và luôn giúp đỡ bà con xung quanh. Mới đầu thì ở đây chỉ che mái tạm để làm chợ thôi và từ từ dần sung túc lên, thu hút được rất nhiều người tới định cư và lập nghiệp, trở thành nơi giao thương hàng hóa sầm uất. Rồi vào một năm mà dịch bệnh hoành hành á, thì ông bà cũng đứng ra để nhận hết về phần mình, cho nên là bây giờ mới có chợ Cao Lãnh ngày nay đó. Đây là mình mới tóm tắt thôi chứ chưa phải là chi tiết nha mọi người. Người này cho cây đường, chứ bắt đầu cái người kia là canh dầu, thấy chưa? Dạ. Là cái người nọ lại cho bếp ga, cái người nọ lại cho bình ga, rồi bắt đầu cái người này cho lá lên lúa lo trò dây cọt rồi à, vậy đó mới là từ thiện, là gói bánh cũng không bạc không hết. Đó chính là tùy tâm mọi người, ai có cái gì thì góp cái nấy, người có sức thì góp sức, người có của thì góp của, người có công thì góp công. Hôm nay sẽ diễn ra múa lân nè và có nhiều loại hình nghệ thuật nữa, có cả đờn ca tài tử và cả ca nhạc nữa. Lưu ý cho mọi người khi đến viếng á thì mình đừng có mang cái gì theo hết nghe, tại vì ở đây sẽ rất là đông đúc. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn á thì mọi người đừng mang cái gì có giá trị theo hết á, tâm chân thành là đã đáng quý lắm rồi. Mọi người nghe thử một đoạn sự tích của ông bà sẽ được phát thanh trên loa ô bạc lơ này nè. Gọi cái này là ô bạc lơ có đúng không ta? Đổ nên dân trong làng tập trung để mua bán hoặc đổi chát càng lúc càng đông. Thấy cảnh người mua bán không nơi ẩn trú. Câu chuyện về ông bà sẽ được loa phát thanh nè và nhiều hình thức khác để mọi người có thể nghe lại. Đây là dịp quan trọng mà còn có ý nghĩa với tất cả mọi người nữa. Mình có thể hiểu thêm về tổ tiên, ông bà xa xưa cũng như là biết được sự tích nguồn cội của quê hương mình. Ngày mai á, dự kiến là sẽ có rất đông bà con và cô bác tới để viếng bái. Ở trước cửa đền thờ ông bà, từ ngã tư Đèn Dầu đi lại sẽ tái hiện lại khu chợ một cách chân thật, nên là mọi người có thể xem nè và hiểu thêm nhiều thứ khác nữa. Hôm nay thì sẽ có rất nhiều món ăn để phục vụ cho mọi người, không chỉ là thức ăn, nước uống và có cả những cái vật dụng cần thiết khác nữa. Đây là khuôn viên mà các tiểu cảnh thể hiện lại. Ở đây sẽ có những cái nông sản mà rất quen thuộc với bà con của mình luôn. Bây giờ sẽ có nhiều bạn trẻ không có thấy được những cảnh giống như vậy của hồi xưa, và ở đây sẽ tái hiện lại một cách sinh động để cho mọi người có thể dễ hình dung nhất có thể. Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường thì nằm phía sau chợ Cao Lãnh một xíu. Ngày mai khi đến đây thì mọi người nên đi bộ nè, hoặc có xe thì mình đi gửi á, chứ không có chạy vô đây được đâu. Sẽ có các tiết mục được trình diễn cũng như là lưu lượng khách tới tham quan bà con tới cúng cũng rất là đông. Trong hôm nay thôi thì con đường này sẽ được phủ kín bởi dòng người qua lại. Bởi vì vậy mà mọi người sắp xếp được thì mình tới đây dự lễ giỗ của ông bà thành kính. Và sau đó là mình sẽ thưởng thức các món ăn gieo duyên của bà con nơi đây để lấy lọc lúa mọc ngoài ruộng mà người ta còn mang lên trên bê tông trồng được luôn á chàng.